Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay các bạn thấy mình có một cái gì khác không các bạn ơi? Chính là ngày hôm nay mình sẽ đi review nhà, nhưng mà trên vóc dáng là hoàng thượng nha các bạn. Đó, mình sẽ là cosplay nha, nhưng mà mình không phải là cosplay một mình các bạn. Mình cosplay với Bé Dương nha. Mình và Bé Dương sẽ đi đi review nhà các bạn. Nhà mới ngày hôm nay, game mới ra một ngôi nhà mới á các bạn. Đó, Bé Dương sẽ cosplay là hoàng hậu các bạn. Đó, còn cosplay như thế nào thì mình không biết nữa các bạn, để mình đi kiếm thôi. Mình nghe nói là Bé Dương đang thấy một cái ngôi nhà mới nào đâu đây nè. Kìa. Ở trước mặt luôn các bạn ơi, thấy một ngôi nhà mới. Ôi, hoàng hậu của ta đây rồi. Ủa, hoàng hậu của ta đang làm gì đây vậy? Hoàng thượng có thấy ngôi nhà mới nào không? Thấy, ta thấy rồi. Ngôi nhà bằng dừa siêu không đẹp nhưng mà nhìn cũng ổn. Trời đất ơi, ngôi nhà vậy mà nhà ngươi chê là không đẹp à? Nhưng mà cái là nhà mình không có nên là mình phải ra đây mình ngó hoàng thượng. Đây nè, mình đứng đây mình ngó nè. Bây giờ hoàng hậu muốn đi vô tham quan ngôi nhà này không? Có chứ, nhà xịn quá trời nè. Rồi, để ta sẽ dắt hoàng hậu đi nha. Chính là nhà của anh Toàn Gia Lô nha. Wow, nhà của anh Toàn vô vô. Rồi, hoàng hậu đã vô tới nhà chưa? Rồi ạ. Hoàng hậu nhìn phía sau lưng đi, thấy cái gì không? Thấy cái bạn, đây là Aloha. Aloha là cái gì? Không biết. Aloha là có nghĩa là ai điện thoại vô nói alo. Alo hả? Vậy ạ. Không, giải thích không hợp lý lắm nha. Nói vậy thôi chứ đây là một câu chào nha. Đây là một câu chào của một đất nước gì đó. Hoàng thượng không biết. Thôi, vậy là sau này mà ví dụ mà gặp hoàng thượng là thay gì hello là mình sẽ aloha đúng không? Đúng rồi. Nó dài quá đó là mỏi miệng nhá. Vậy là hoàng hậu có biết là câu xin chào ở bên nước Hàn nói sao không? Wow, ghê hả? À, đương nhiên. Rồi, vậy đố hoàng hậu là máy bay này đến từ đâu? Tới bờ ra xe. Ờ, dạ hả? Rồi, hồi nãy mình đến cái khu nghỉ dưỡng này bằng phương tiện gì? Bằng máy bay. Đó, đúng rồi, nãy là mình đi máy bay đến đây nè. Ủa, sao máy bay này đứng lên không được vậy? Đứng thử. Đứng rồi nè. Máy bay luôn, sực quá. Đúng rồi, rồi lấy luôn máy bay này luôn. Anh trộm, chui vô anh trộm cái máy bay này luôn. Rồi, lên ngồi hoàng hậu ơi, chờ lấy luôn máy bay của anh Toàn đi, nghỉ trả luôn. Là mình ngồi trên nóc đây hả? Đúng rồi. Rồi xíu nữa mình gói mẹ. Chẳng đợi chứ thấy ai đi ăn trộm máy bay mà đứng trên nóc hết á. Thôi, bây giờ nó giỡn rồi chứ đi vô đây hoàng hậu ơi. Đi vô review. Ok hoàng thượng đi thôi. Đó, mấy bạn đang đợi mình review á. Đây. Đây là một mới vô thì mình sẽ thấy một cái căn này gọi là căn gì? Căn nhà. Căn villa. Căn villa hả? Căn chòi, cái này thực chất là chòi cơ. À chòi à. Đúng rồi. Ủa mà chòi này để làm cái gì vậy? Để đây hoàng thượng nhìn nha. Đâu? Đấy. Sleeping. Là nằm ngủ hả? Đúng. À thì ra căn chòi này để nằm ngủ. Rồi ạ. Ôi có cái cây gì nữa nè. Cây này là cây gì ở hoàng hậu? Sao nó xấu vậy ta? Vậy là tự nhiên chê cây người ta chạy. Không, cây nhà anh Toàn mà anh Toàn không nói gì đâu. Biết cây này là cây gì không? Không ạ. Theo hoàng thượng dự đoán cây này là cây hoa biển ngạn màu đỏ. Gì vậy bà nội? không biết phải không nha. Để thấy mấy cái bông màu đỏ nè. Vậy xíu mình đi xung quanh cái căn nhà này luôn để coi có bị ngạn vàng không nha hoàng thượng. Ok hoàng hậu. Hồi là có bị ngạn xanh rồi cái gì bị ngạn vàng hồi ức đau thương, còn bị ngạn đỏ là cái gì ta, vĩnh viễn không gặp lại hết à? Gì vậy? Ok bye bye. biết bị ngạn đỏ là gì không? Không ạ. Bị ngạn đỏ chứng tỏ là yêu anh á. Oh no. Này hoàng thượng đầm thơ mà nó chặt lắm rồi. Đúng rồi mà. Cái gì vậy trời? Rồi, hoàng hậu biết cây này là cái gì không? Hoàng hậu nó mất tiêu rồi. Cây hoàng hậu đi lạc mất tiêu rồi. Đây, cây này, đó. Cây này đây. Mà hoàng hậu không biết nữa là chịu luôn. Cây dừa. Đúng rồi, ủa sao hoàng hậu biết hay vậy? Leo lên hái dừa nhanh lên, có hai trái kìa. Wow, hai trái à? Ở đây là hai trái dừa của anh Toàn á? Không, anh Toàn không nói gì đâu. Mình hái hai trái rồi mình để lại cho anh Toàn một trái. Ok, thôi mình không ấy, mình hái hết luôn đi, khỏi để lại cho anh trái nào luôn. Anh Toàn có nói gì không? Không nói gì đâu. Nhớ cho anh Toàn in mặt hai đứa mình xong anh Toàn dán ngay ngoài cửa. Cái anh Toàn kêu cấm hai người này vô nhà mình. Không mà anh Toàn không biết đâu, em đừng nói gì nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi review nhà cho mấy bạn coi nó đi. Ok, hoàng thượng từ. Gì vậy? Hoàng thượng đứng đây đi. Ai? Chỗ này câu cá được không ta? Không biết luôn hoàng hậu ơi, để thử ai lấy cần câu ra câu thử đi. Ok. Rồi, vô. Wow. Ủa sao câu không được? Đứng xa quá. Thôi con đầu tiên sẽ là con gì đây? Hồ bơ. Mình thi xem con đầu tiên ai xịn hơn không hoàng thượng. Ok hoàng hậu, để coi. Trời ơi, có 4-1. Thôi chịu ơi. Nhỏ mà có vỏ nha. Không, đó là con cá.
con gì đây? Con gì cá rô phi. Bị xấu chị sao? Hoàng thượng bị hụt cá rồi. Bị hụt mất tiêu rồi. Chịu rồi. Thôi, hoàng thượng đừng buồn, hoàng thượng có ăn cá rô phi chiên xù không? Để ta đi chiên, rồi hai chúng ta cùng ăn. Rồi ạ. À? Hoàng hậu cắt đó đi, hoàng hậu xíu đem về nhà chiên. Đúng rồi, đem cá chiên mới được. Đây có cầu nữa nè. Wow. Đây là cầu gì đây? Cầu cầu gì ạ? Cầu gỗ, tại vì nó có cái miếng gỗ. Hợp lý. Đây. Quá chừng cây luôn nè, nhưng mà không biết cây gì. Núp lùm. Núp lùm làm gì ạ? Làm gì ta? Rình an toàn. Rình an toàn đi ngang đó tìm miếng lùm. Chịu rồi. Ủa có cái hồ nhỏ nhỏ đó nè. Đây. Cái hồ này để tắm hay gì nè hoàng hậu ơi. Wow. Xịn quá vậy. Ủa nhưng mà mình có thể tắm ngoài này mà ta. Ủa nhưng mà thì mình tắm ở trong đây nó đã hơn. Trong đây là kiểu như là một cái vòng tròn á. Hoàng thượng biết tại sao ở đây lại nhiều chỗ tắm vậy không? Tại sao hả? Tại vì anh Tò là một người rất là lười đi tắm. Anh quyết định mua căn nhà nhiều nước để mà ví dụ mà bữa nào mà anh lười quá anh nhảy dưới luôn. Anh không cần phải đi vào phòng tắm. Ý là anh ở dơ hả? Đúng, nhưng mà đây là bí mật của hai đứa mình thôi. Ok, bí mật của hai đứa mình nha. Mấy bạn coi clip này thì mấy bạn cũng đừng nói ảnh nha mấy bạn ơi. Đúng, mình phải im lặng. Rồi. Đố hoàng hậu là cái hồ này là câu cá được không? Được ạ. Được hả? Trời ơi, hoàng hậu hình như sai. Hoàng hậu ơi, để hoàng thượng thử cho hoàng hậu coi nè. Hí. Câu không được hoàng hậu ơi. Thật á? Thật, biết sao không? Sao vậy? Tại vì cái chỗ này là chỗ anh Toàn anh hay tắm nè, cho nên anh thúi luôn cái ao ngoài này rồi, cho nên không có con cá nào sống được hết á. Nay ta vừa nhảy xuống dưới rồi. Rồi hoàng thượng nhảy xuống dưới rồi đó. Tan rồi. Tan hai đứa mình rồi, hai đứa mình hết thơm rồi. Tại đây, mình sẽ đi công tắc đây, mình đi chỗ khác review cho mấy bạn coi nó đi hoàng hậu ơi. Hoàng thượng ơi đi cẩn thận. Té chuột chân vô cái hồ là toang luôn đó. Đây hoàng hậu có thấy gì không? Wow. Đây là gì? Đây là thác nước. Rồi đi vô bên trong luôn. Bên trong là cái gì đây? Wow, nhà gì xịn nhất hả? Bên trong là một quảng trường và có một cái cây quạt gió. Từ hoàng thượng, đứng ở đây. Vậy. Hồi trước cái hồi mà ta đi học á là trong lớp là auto nó sẽ có cái quạt này. Chạy trong suốt 4 năm đi học là lúc nào cũng sợ quạt này nó rơi trúng cái đầu hết á. Vậy né ra chỗ đó hoàng hậu ơi, để hồi quạt nó rơi xuống trúng đầu thiệt á. Nó rơi trúng đầu hai chúng mình là hơi tan luôn. Đúng rồi. Đây. Có cái nút gì đây nè. Nút gì nè hoàng hậu ơi. Cái này bấm không được, hình như chỉ có chủ nhà bấm mới được thôi. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi review nó đi. Xuống phía sau nữa nè. Lại là mấy cái vàng qua biển ngạn hả? Biển ngạn đỏ, hồi ức đau thương. À không, biển ngạn đỏ chứng tỏ vô anh. Cái gì mà hồi ức hoài vậy trời. Rồi. Hoàng hậu có thấy cái dừa ở bên kia không? Đó xa bờ biển bên kia kìa. Siêu nhiều dừa luôn. Anh thấy anh bung dừa hay sao á? Thấy không? Thấy. Cậy nó. Nhà ní. Rồi một xíu nữa mình sẽ đi ra đó review. Nhưng mà bây giờ mình sẽ review hết cái chỗ này đi. Ở trên đây có cái chỗ mà cái đường đi lên đó nè. Bậc thang. Nhà này rộng quá hoàng thượng ha. Đi phương tiện được không? Được. Đúng không ta? Hình như được á. Đâu hoàng hậu lấy ra thử ơi. Wow, xịn vậy. Xịn hả? Tớ luôn rồi, hoàng hậu ơi. Nhà gì mà xịn như sao? Lại hồ bơi tiếp. Hồ bơi tiếp à? Siêu nhiều hồ bơi. Để con cá đây thử đó, hoàng hậu coi được không vậy? Coi anh Toàn. Anh Toàn tắm ở đây. Đúng. Toàn người leo cầu thang lắm. Anh không có tắm đây đâu. Ơi câu được nè. Câu được. Khu vực hồ bơ nha. Ở đây là khu vực hồ bơ. Để xem lên con gì đây. Hồi nãy là bị hụt, bây giờ là báo thù nè. Ủa sao vẫn là bóng hụt vậy? Thầy thượng ơi, số phận nó sắp đặt rồi đó. Chịu rồi. Ôi bóng hụt tiếp nè. Bóng hụt này giờ chắc bóng hụt ngon này. Cá xịn. Cá cơm. Cá xịn. Cá tê. Cá tê. Cá tê xinh xanh 15 xu. Xem đây. Cũng cá tế luôn. Cũng cá tế luôn hoàng hậu ơi. Mà cá tế màu trắng. Đây có cầu thang hoàng thượng ơi. Lên đây. Đi. Wow. Trần quá. Ủa. Hang. Một xíu nó chỉ cho hoàng hậu một cái mẹo này nè. Đây. Chỉ cho hoàng hậu một mẹo này nè. Đó. Thấy thác nước không? Có. Đó. Bay xuống thác nước. Rồi mình sẽ đứng gần thác nước nè. Và mình sẽ nhấn nút bay là nó sẽ lên luôn. Y là một cái cầu thang vậy đó. Đó. Y như là thang máy á. Nhắm lên được để lại. Mấy bạn này đông quá. Đó lên được rồi nè. Rớt lại rồi. Kiểu mình đứng ngay cái chỗ mà thác nước luôn á, mình nhảy là sao tự nhiên nó lên luôn á, y như là một cái thang máy vậy. Đó. Hay là mình dọn đồ qua đi. Nhà anh Tàng ok đi. Nhà này bữa nay anh ở không hết đâu. Không ấy xin luôn anh cái nhà này luôn đi. Đúng. Nhưng mà anh có cho không? Không biết nữa, phải xin thử mới biết. Không, bây giờ nha em. Ta chỉ một cách hoàng thượng chắc chắn là xin được nè. Cái gì vậy? Cách nào? Giờ nha hoàng thượng chạy tới trước mặt anh. Xong rồi
Ngồi xuống ôm trên ảnh năn nỉ đó, khi nào ảnh cho cái nhà mình mới đi. Quỳ lại hả? Quỳ cho cái nhà, đúng rồi đúng rồi. Thôi chịu ơi, nói vậy biết nói gì giờ trời. Kiểu gì anh muốn cái cho. Câu cá đây thử hoàng hậu ơi, tại vì hoàng thượng nghe nói đây là một cái khu vực mới và có cá mới luôn á. Oh wow. Thì câu thử cái nhà. Vô. Mâm hồ bơi khu nghỉ dưỡng. Đây là những loại cá sẽ xuất hiện trong cái nhà mới khu nghỉ dưỡng nha các bạn. Đó, này những loại cá xuất hiện ở trong nhà nha, khá là hấp dẫn nha mọi người. Đặc biệt á là sẽ có hai con cá mới nha. Đó, các bạn để ý nha. Wow, khá là đẹp nha các bạn. À, giờ đố hoàng hậu, ở trong đây có bóng sáo không? Trong cái nhà không, mới này nè. Bóng sáo không này nè, có đây được. Có đây được không? Vậy hoàng hậu đi theo hoàng thượng đi, hoàng thượng sẽ cho hoàng hậu coi. Ờ mà quên nữa, trước khi đi để phóng to cái bản đồ của cái khu vực này để cho mấy bạn coi mới được. Đó, phóng to ra nè. Đó, phóng nguyên cái bản đồ luôn cho mấy bạn coi nè. Đó, đây là khu vực nha các bạn. Đó, nguyên cái bản đồ luôn nè. Ở khu vực nhà mới nha, khu nghỉ dưỡng nha. Ủa, vậy là nãy giờ là được hai khu vực câu cá rồi. Đó, đây là khu vực là biển sâu. Ủa, không phải, quên tên khu vực này rồi. Để thử nha. À, hồ bơi khu nghỉ dưỡng là khu vực thứ nhất nha. Đó, khu vực thứ hai á là các bạn sẽ xuống đây. Đó, xuống đây là khu vực ở dưới đây là khu vực hồ bơi. Mỗi khu vực này nó sẽ xuất hiện cá khác nhau nha các bạn. Đó, đây là khu vực hồ bơi nè. Rồi, bây giờ hoàng hậu theo hoàng thượng đi. Đây nè, xách xe cho hoàng hậu đi nè. Rồi, lên hoàng hậu ơi. Không bị chiếm mất chỗ. Rồi, đi thôi. Ok. Đây, đây là khu vực bờ biển. Sẽ câu cá bãi biển. Đó, thả cần câu xuống thì nó sẽ để khu vực nè. Đó, bãi biển thì những loại cá nào sống ở bãi biển đó, thì mình có thể câu được. Rồi, bây giờ sẽ chở hoàng hậu qua bên cái cây dừa bên kia nha, cái bờ bên kia ấy. Rồi, let's go. Let's go. Ô, mình đi hái dừa không thường? Đúng rồi, đố hoàng hậu là có qua được cái dừa bên kia không? Chắc là không. Không biết hay vậy. Để xem coi qua được không nha. Sắp sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đó, trước mắt, tới liền rồi. Sắp ơi, sắp ơi. Wow. Ê, gì vậy? Ô sao chứ rồi không thấy hoàng thượng, không thấy em đâu luôn. Toan rồi. Kẹt ơi hoàng hậu ơi. Kẹt chắc rồi, mất tiêu mình luôn mà. Trời ơi, tưởng qua được ai ngờ qua không được rồi, kẹt ơi. Không sao hoàng thượng, ngoài đây cũng chỉ có hai cây dừa. Mình ra đây mình chơi với hai cây dừa sao? Rồi bây giờ mình sẽ ở đây mình câu cá nha hoàng hậu ơi. Bây giờ hoàng hậu nếu mà muốn câu bóng sáo mà cho nó lên nhanh á thì mà câu như thế nào nè? Mình gặp thằng chú là bóng sáo ơi, lên đi. Trời đất ơi, không chịu rồi, giờ này còn xài thằng chú nữa hả? Đó, hoàng hậu bấm vào dấu cộng đi. Đó, và sử dụng mồi thử nha. Đó, nếu mà lên bóng sáo á là có nghĩa là trong đây có bóng sáo, còn nếu mà không lên á có nghĩa là không có bóng sáo. Wow, bóng này to thiệt, không biết là bóng 5 hay là bóng 6 đây. Hình như là bóng 6 ấy. Có bóng thiệt nè. Nhà gì mà xịn chứ. Ui, ghê hả? Câu luôn. Ghê gớm thì sự chứ. Ủa sao bên đây cái con cá bên hoàng thượng nó nhấp lâu vậy? không bên. Vậy? Nó đi mất tiêu rồi. Trời ơi, hoàng hậu gì mà gà quá, cùi mía quá trời vậy, đứt dây rồi. Xíu hồi hoàng thượng cũng đứt dây nè, cái ta ngồi ta cười ha 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 nè. Đấy, à, chơi nha. Lên. Đứt dây nha. Không, hoàng thượng có kinh nghiệm câu 46 hay lắm. Rồi sao mà cái con cá này nó không chịu nhấp bọt nè. Ê, rồi luôn. Đi rồi hoàng hậu ơi, cá sống chuồn này. Hoàng thượng có cái câu 46 này hay lắm. Hay lắm, đúng. Vậy rồi. Hay lắm mà vậy nó chạy mất tiêu luôn. Ủa vậy nãy giờ mình review hết rồi phải không? Đâu còn gì nữa đâu phải không hoàng hậu? Đúng rồi, mình... Đố hoàng hậu, ngôi nhà này có giá bao nhiêu tiền? Không biết nữa, nhưng mà chắc chắn là mắc lắm luôn á. Tại nó có cả khu biển sâu để mình câu cá bóng sáu mà. Hoàng hậu đoán đi, bao nhiêu? Hồi trước căn nhà, cái này căn nhà này nó còn xịn hơn căn nhà Liều Tuyết luôn. Đúng rồi. Thì chắc tầm... Hồi trước nhà Liều Tuyết mình mua 700 đúng không hoàng thượng? À, căn nhà Liều Tuyết hồi đó là tới 800 lần hoàng hậu. Ơ, vậy căn này chắc chịu 2. 1 triệu 2 á, wow, nhém trúng. Căn nhà này là 1 triệu 3 được hoàng hậu ơi. Ôi trời ơi, anh Tâm giàu thế. Anh giàu nào giờ mà, anh có nghèo đâu. Rồi bây giờ đến tiết mục tiếp theo á, là đọc comment của các bạn nha. Đúng. Video, mình và Bé Dương sẽ đọc bình luận ở trước video là hướng dẫn làm tất cả nhiệm vụ nha các bạn ơi. À, mở đây luôn nè. Hi anh yêu, đẹp trai và cute anh. Trời ơi, cảm ơn em nha, khen dữ người ta. Đúng rồi, anh thích quá, sao mọi người khen nhiều vô nha. Ủa, có cái bình luận gì nè. Anh ơi, em gửi kết bạn không được. Cục thông báo máy chủ hết hạn là sao anh? Là sao em? Là bạn ấy gửi lâu quá mà anh không đồng ý cái nó hết hạn luôn vậy đó. Gửi lại nha. Ví dụ mà mình nhận được cái thông báo này thì mọi người cứ gửi lại lời mời các bạn nhé. À, có nghĩa là khi em gửi lời mời các bạn cho một người nào đó mà người đó không chấp nhận á, để lâu quá thì nó sẽ bị biến mất em, bị nó bị hết hạn á, cho nên là sẽ gửi lại nha. Đúng đúng.
Rồi, tiếp tục Đạt sẽ đọc những cái comment ở phía sau này nữa nè. Cái gì? Anh đăng clip sớm hơn được không ạ? À? Là làm sao? Ý là chắc là cái lúc mà anh đăng clip là bạn đi học nên bạn ấy không có comment đầu tiên để được anh kết bạn được á. À, có nghĩa là anh đăng clip tối quá em xem không được hả? Phải là có nghĩa là kêu anh đăng sớm hơn phải không? Đúng đúng đúng. À, ok em, rồi anh sẽ cố gắng là đăng sớm hơn nha. Đúng rồi, anh sẽ cố gắng hoạt động hết mức. Rồi, comment của bạn tiếp theo là bạn Minh Quang nè. Máy em lỗi chưa vô được game. Nhớ bạn bè và anh chị. Khổ thân bé quá. Ờ, à, không ai mua luôn cái máy mới đi à bà. Anh nói giỡn nha, đừng có đi báo ba báo mẹ nha em ơi. Giỡn nha, vô được chơi còn không được thôi em, game giải trí nha. Đó, còn nếu mà vô được thì em có thể xem clip của anh đỡ ghiền nha em ơi. Đúng rồi, like và đăng ký nữa. Đúng rồi, hay quá. Sao tới bình luận của bạn Quỳnh Mai. Hai. Sao em làm nhiệm vụ gỡ ảnh dự thi không được ạ? À, nó hiện máy chủ hết hạn. Làm sao để hết vậy anh? À, rồi ok, bây giờ anh sẽ chỉ cho em nha. Nếu mà em lỗi gỡ bài dự thi không được á thì em thoát game ra, em vào lại là được ha. Nó bị lỗi ở trong game á, thoát ra vào lại nha. Rồi tới các bạn TN nè. Anh ơi, nhưng mà sao em 4,4 sao dự thi rồi không nhận được gì? Trời ơi, nhận dễ mà. Rồi bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách nhận nha. Okay, đó, em bấm vào cái biểu tượng nút like nè. Và em bấm vô bài giờ tiệc đồ ngủ nè. Trời đất ơi, sao của anh có 4,2 điểm vậy? Ờ, tính ra em cao hơn anh đó em. Rồi bây giờ chỉ cho cách nhận đồ nha. Nhận đồ em chỉ cần bấm vô đây nè. Đó đó. Ngay chỗ này nó có để cái chữ đây, cái dấu V nè. Đó, cái dấu mà đúng rồi, cái mũi tên lớn ấy. Bấm vô đó là nhận đồ, đó là được nha. Đó, rất là dễ luôn, chỉ cần bấm vô đây là sẽ nhận đồ được nha. Nhưng mà phải đạt đủ chỉ tiêu nha. Như là 4.5 điểm thì mới nhận được cái quần nè. Anh có 4.2 hả? Vậy là bị rớt em ơi. Ừ, mai làm lại nha. Anh chưa nhận được cái quần. Biết sao không? Tại vì á, anh chụp nè, tiệc đồ ngủ nè. Thì tiệc đồ ngủ anh chụp đúng rồi nè. Nhưng mà đúng lý á, anh phải lên giường anh chụp thì nó sẽ được điểm cao hơn á. Tại vì anh không có chụp ở trên giường ngủ á, cho nên là bị trừ điểm nè. Cho nên là được có 42 điểm thôi. Hay là vậy, mọi người chụp nhất lên giường ngủ nha mọi người. Để đúng coi rồi. Nhà đẹp đẹp một tí là sẽ được nhiều sao đó. Đúng rồi, rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm nha. Đúng đúng đúng, đừng đi vào vết xe đổ của anh Hòa nha. Rồi, tiếp tục đến bình luận của bạn tiếp theo nha. Anh ơi, không chơi game được hu hu. Không chơi 2 tháng rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Buồn vậy? Buồn, anh khóc đi. Mà không sao được buồn em ơi. Vì có kênh của anh nha. Chịu có coi video của anh đỡ buồn nha em. Coi kênh của anh sẽ khiến em vui lên. Đúng rồi. Còn nếu mà coi một lần không vui thì coi nhiều lần chắc chắn nó sẽ vui. Đúng 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 đúng. Rồi, cảm ơn bạn Vi Thảo nha. Đến bạn cho vậy nè. Gì? Em không gỡ bài dự thi được. Em gỡ không được thì em thoát game ra em vô lại nha em ơi. Rồi, tiếp tục là gì? Em ghé thăm hết nhà rồi mà không hoàn thành được. Không hoàn thành được thì em cũng vẫn thoát game ra em vô lại nha. Tại vì game nó có thông báo á. Thông báo khi mà game đang bị lỗi gì đó, các bạn nên thoát game ra. Game có thông báo nha. Nếu mà các bạn để ý á, thì ở trên màn hình nó sẽ chạy một cái dòng đó đó. Rồi, tiếp tục nha. Chúc anh một ngày vui vẻ nha anh. Em đăng ký rồi, cho em like nữa. Trời đất ơi, cảm ơn em nha. Cảm ơn bạn bóc mango nha. Ok, do clip này cũng mới đăng đó mọi người, cho nên là mọi người comment cũng rất là ít, cho nên là mình đã đọc xong hết rồi nè. Còn đây là những bạn tham gia mini game thôi. Rồi mình nghĩ chắc video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Hẹn các bạn một clip sau nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.